Nói xong câu đó, cô Nguyệt Na ở sau lưng mở bạc hai cánh đục rúng, hơi lắc người ở trong ngân quang lóe ra bên trong, cứ như vậy bỏ đi không một số vết biến mất, chỉ để lại ở trong không trung một mảnh màu bạc vầng sáng gợn sóng. Đứng ở trận đấu giữa đài bên trên, tên kia nam tử tóc trắng đột nhiên chân phải ở trên mặt đất dậm ra một cái, chỉ nghe một tiếng trầm thấp vang lên trên ầm ầm. Sau đó ở đây sở hữu truyền thống tiếp sóng ra thiết bị này nháy mắt toàn bộ lổ tung, trực tiếp dừng ở đây. Nếu đến đây, liền đèo đi ra đi, lão giả lạnh lùng nói, lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống hướng về trận đấu đài phương hướng. Thiên cổ điệt đính, không nghĩ tới người lão giả này lại còn sống. Một cái sẽ nghe âm thanh vang lên, rơi xuống từ trên không trung bóng người bên trong, cầm đầu một vị đã muốn đã rơi vào trong bị nàng trở thành thiên cổ điệt đính nam tử tóc trắng trước người cách đó không xa. Là người, đã gặp nàng, thiên cổ điệt đính sắc mặt cũng đã đổi đổi, người cũng không còn sống chứ. Không có bị các người này đó tiểu nhân hèn hạ nổ chết, ta đương nhiên còn sống. Dễ nghe âm thanh của chủ nhân là một vị nhìn qua gần đất xa trời lao ẩu, trong tay chúng quái trướng, nhưng nàng như trước lại có một đôi đặc biệt sáng ngời đôi mắt, rõ ràng đúng là đường kiểm sử lại các học viện trụ cột vững vàng, quang ám đấu là lòng giả nguyệt. Mà cùng với nàng cũng xuất hiện rõ ràng còn có vô tình đấu là tào lưu trí, đa tình đấu là tàng hâm, cùng với thánh linh đấu là nhã lý, đến từ chính đường môn cùng với sử lại các học viện tứ đại cực hạng đấu là đều tới. Long Dạ Nguyệt, các người hôm nay tới vị là như nào đấy? Những người đừng quên, nơi này là Minh Đô, cho dù không làm gì được người nhóm bốn người các người đường môn cùng với sử lệ khác, một cái cũng đừng hỏng đi. Thiên cổ điện đình lúc này lạnh lùng nói, ha ha, ta đây ngược lại muốn xem có bao nhiêu người nguyện ý trợ giúp ra các người. Đúng vào lúc này, từng trận lửa vàng xình vàng lên trên bầu trời, không biết khi nào thì là tảng lớn cờ giáp đang ở trong thành đàn bay tới. Những cờ giáp này ở bên trong, thậm chí ngay cả hoàng cấp cờ giáp đều không có, ít nhất cũng là tử cấp cờ giáp, còn có hắc cấp cờ giáp đáng sợ hơn là hồng cấp cờ giáp loại có 3 đái. Cùng với bọn họ đã đến đây, còn có vượt qua 50 danh mặc ít nhất là nhị tự đấu khải cường giả, trong đó đủ có cả tam tự đấu khải sư. Tại đây, chút đấu khải sư đấu khải bên trên đều có một rõ ràng dấu hiệu thuộc loại chiến thần điện dấu hiệu, đó là một cái chữ thẩm thuẫn kiến ký hiệu. Chiến thần điện cường giả đến rồi, toàn bộ Minh Đồ đại dân thể dục không khí nhất thời trở lên khẩn trương. Cứ việc đường môn của bất sử lại các có tứ đại cực hạn đấu là tọa trấn ở đây, giờ khắc này như cũ là có vẻ chức hạn hơn đơn bạc. Đường môn chính là phản quốc tổ chức, Long Dạ Nguyệt, các người là sử lại các người có thể đi, nhưng người của đường môn thì lại đi không được, nếu đến tới hôm nay vừa lúc một lưới bắt hết. Tào Đấu Chí lúc này cười hà hà một tiếng, thiên cổ điện đính, nhiều năm không thấy ngươi vậy mà như vậy tự đái. Không biết là năm đó ai bị Vân Minh Huynh một thương này đuổi quét rời miệng đầy răng đấy, không biết có đau hay không. Bị bóc vết xéo, thiên cổ điện đính bộ biểu tình ra nhất thời có một chút vặn vẹo. Tào Đức Chí, Vân Minh đã muốn mất, hôm nay lời này đã muốn bày ra thiên là địa võng, ta ngược lại là muốn xem các người như thế nào giờ đi. Thân ảnh lóe xa, thiên cổ đồng phòng và bán, đứng ở trong thiên cổ điện đình bên người, cung kính nói, phụ thân, thiên cổ điện đình lạnh hừ một tiếng, như thế trò khôi hái, còn muốn trò lão phu đến xong việc sao, ngươi lần này tháp chủ làm còn đủ tư cách không? Tại đây Minh Đô tại sân thể dục tráng, trung tâm lúc này trừng trục lại cực hạn đấu la, dạng này rầm rộ, ở toàn bộ trên đại lục xuất hiện ra số lượng lần nữa cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thánh linh đấu la lúc này mới mặc kệ bọn hắn rằng co, thân hình lóe xa, đền đạt đến dưới đài, đi vào đường Vũ Lân bên người. Lúc này đường Vũ Lân hai mắt nhắm nghiến, mặt như giấy váng, trước ngực mặc xuống không có vết thương, nhưng mà toàn thân hơi thở lại phi thường không ổn định. Nha lị lừng tay đặt tại bộ ngực của hắn, nhu hòa thánh quang dũng mãnh vào, cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Sau một lát, một chút vẻ kinh ngạc theo nàng đáy mắt hiện lên trên, thu hồi tế phái, công đạo của sử lai khắc lục quái nói, chiêu cố thật tốt hắn, cái khang các người không cần phải xen vào. Nói xong câu đó, nàng một lần nữa lên trên trận đấu đái, cho lại Long Dạ Nguyệt bên người. Long Dạ Nguyệt lúc này tiến lên trên từng bước, cũng không có đi xem trước mặt của thiên cổ điện đính, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía không trùng rậm rạp chẳng chịt cơ giáp cùng với đố khải sư nhóm đó. Đột nhiên cất giọng nói, sư lấy khắc tinh thần, các người còn nhớ chứ? Sư lấy các học viện, chỉ lấy quái vật không thù người thường. Tiếng đáp lại đột nhiên vang lên, kia cũng không phải một âm thanh mà là trăm ngàn cái âm thanh. Trên khán đài, lần lượt từng thân ảnh phóng lên trên cao, mỗi một thân ảnh trên người đều là hào quang bắt đầu khởi động, nháy mắt hóa thân thành đấu khải bao trùm toàn thân. Chính là hơi thở ở giữa công phu, toàn trường 10 vạn danh người xem bên trong, chỉ ít là có vượt quá 500 đạo thân ảnh thẳng nhập không trung. Mỗi một cái cũng ít nhất đều là tam tự đấu khải sư hoặc là nhị tự đấu khải sư. Đáng sợ hơn, chính là ở giữa không trung sớm đã đem thuộc loại chiến thần
thần điện cùng với liên bang cường giả bên trong. Từng đài cờ giáp, một đám đấu khả sứ từ trên trời giáng xuống. Ta đến từ Sử Lai Khắc, chúng ta đến từ Sử Lai Khắc vạn tuế. Trình thể tiếng gầm, núi kêu biển gầm bác nhường lên. Cho dù là cái kia ba đài hồng cấp trong cờ giáp, lại có hai đài đều mới hạ xuống, cũng lại hơi thở hồ lớn Sử Lai Khắc vạn tuế các cường giả hội tập ra một chỗ. Ở đây chỉ ít là có hơn 1.000 vị cường giả là lên đồng dạng khẩu hiệu là lên Sử Lai Khắc vạn tuế. Quang ám đố là lòng dạng nguyệt ngẩng đầu cao lên trên. Sử Lai Khắc mãi mãi cũng ở đây. Sử Lai Khắc vinh quang cùng với các người cùng tồn tại. Các người mãi mãi cũng là Sử Lai Khắc tuyển giả tiểu quái vật. Sử Lai Khắc học viện vĩnh viễn là của các người. Sử Lai Khắc vạn tuế, đáp lại là không có gì sánh kịp khủng bố tiếng gầm. Thiên cổ điện đỉnh sắc mặt đang muốn khó coi phảng phất muốn chảy ra nước. Sử Lai Khắc hai vạn năm lắng đọng lại, tại đây một cái trước mắt biểu lộ ra rõ ràng không thể nào nghi ngờ. Tiếng gầm bồi hồi, chân gập nhấp nhầm tấm pháp lực dượng rung động. Hiện trường 10 vạn danh người xem, đang nghe kia núi kêu biển gầm Sử Lai Khắc tên, cũng không nhịn được mà lâm vào trong huyệt sôi trào. Quang ám đố là lòng sáng huyết kinh liệt nhìn hướng qua thiên cổ điện đỉnh phụ tứ, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, hiện tại chúng ta phải rời khỏi. Sử Lai Khắc tương ứng, đường môn tương ứng phải rời khỏi, ta ngược lại là muốn xem ai có thể ngăn được chúng ta. Vị này nhìn qua đã muốn gần đất xa trời lão ấu, giờ khắc này chỉ có thể dùng khí phách sườn để lọt để hình dung. Người đây là cần gì chứ? Sâu kín thở dài một tiếng vang lên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở lòng dạ nguyệt trước màn cách đó không xa. Hắn thân hình cao lớn khối vĩ, hơi thở như vực sâu như ngục. Rõ ràng chính là chiến thần điện điện chủ, hắn hải đấu là Trần Tâm Kiệt. Bọn chúng ngăn cản ta, Long Dạ Nguyệt ngạo nghễ nói về hắn. Trần Tâm Kiệt lắc đầu, chúng ta từng ấy tuổi, cần gì vậy? Không phải muốn ngăn cản ta sao, vậy thì thử đi. Long Dạ Nguyệt lúc này không chút lẻ mặt Trần Tâm Kiệt, mà cũng ở trong này vạn chúng chú mục phía dưới. Vì lại luôn luôn lấy bá đạo kiên cường xưng hãn hải đấu la, thế như trương thật sự lùi về phía sau từng bước. Trần Huynh, thiên cổ điện đình lúc này có một chút vội vàng kêu lên. Trần Tâm Kiệt lúc này trầm giọng nói, cho bọn họ đi đi. Vừa nói hắn hướng không trùng vùng tay lên trên, chiến thần điện tương ứng nhất thời tất cả đều thu vũ khí, bay đến cao hơn địa phương. Long Dạ Nguyệt lúc này ngẩng đầu mà bước, thánh linh đấu la, vô tình đấu la, đa tình đấu la theo ở sau lưng. Cứ như vậy tại đây vạn chúng chú mục sứa đi nhanh mà đi, đường môn Sử Lai Khắc tương ứng theo sát phía sau, chậm rãi cứ như vậy ra khỏi Minh Đồ đại sân thể dục. Trần Huynh, lời này chính là Minh Đồ, đường môn lại phản tổ chức, ngươi làm như vậy không sợ liên bang buộc tội sao? Thiên cổ điện đình cả giận nói. Trần Tâm Kiệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, chúng ta chiến thần điện, theo Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp người vượt qua là 1/3, cùng với Sử Lai Khắc học viện bao nhiêu có chút quan hệ, chừng một nửa, ngươi nghĩ phạm nhiều người tức giận không? Thiên cổ điện đình lúc này sửng sốt một chút, Trần Tâm Kiệt lạnh lùng nói. Nếu như Sử Lai Khắc thật sự tốt như vậy động lái, ngươi cho là Sử Lai Khắc thành có thể tồn tại 2 vạn năm. Về sau cách chúng ta chiến thần điện xa một chút, chúng ta không phải là các ngươi có thể lợi dụng. Có phải hay không cùng với thánh linh giáo có quan hệ, chỉ là các ngươi trong lòng rõ ràng. Nói xong câu đó, hắn phóng người lên trên, trong ánh mắt lúc này lấp lánh biến mất không còn tăm hơi. Vô liêm sỉ, thiên cổ điện đình giận quát ra một tiếng, toàn bộ trận đấu đài này nháy mắt sụp đổ ra 3 thước, nhưng mà cho dù lấy hắn chuẩn thần tầng thứ tu vi, lúc này cũng là vô kế khả thi. Thiên cổ đông phòng sắc mặt lại khó coi phảng phất muốn chảy ra nước, tuy rằng mặt sau một màn này không có toàn bộ liên bang tiếp sóng. Nhưng ở tràng trường 10 vạn người xem mắt thấy hết thấy, này nếu muốn không lưu truyền ra là tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà lưu truyền sau khi ra ngoài, truyền linh tháp mặt mũi còn hướng thế nào phóng ra đây? Một hồi luận võ tròn rẻ đại hội như vậy kết thúc, Ngân Long công chúa cổ nguyệt nào cuối cùng lựa chọn đúng là làm Phật tử. Kết quả như vậy ai có thể nghĩ tới? Mà đường môn, Sử Lai Khắc công nhiên ở trong truyền linh tháp này trọng yếu trong hoạt động thị uy. Hơn nữa Sử Lai Khắc không giữ lại chút nào, cùng với đường môn chung một chỗ, này là hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục tình thế sự kiện lớn, kinh khủng bực nào, làm cho Đường Vũ Lân lúc thanh tỉnh lại, hắn đã muốn lặng lặng làm ở trên giường. Lời này cũng không phải thợ rèn hiệp hội, đã xảy ra chấn động đại lục chuyện lớn như vậy, hắn đã muốn không thích hợp ra lại về bên kia rồi. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào đường môn cùng với Sử Lai Khắc người đâu. Nhiều người như vậy cho dù là xé chắn ra lẻ muốn rời khỏi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tỉnh lại đi, ta giải cảm nhận được Đường Vũ Lân hơi thở biến hóa, vội vàng đi vào bên sướng, vẻ mặt là ân cần nhìn hắn. Lão đại, ngươi đừng có khổ sở, chuyện này
Hắn cũng không biết làm như thế nào khuyên bảo Đường Vũ Lân mới tốt nữa. Vạn chúng chú mừng, phía dưới bị người yêu liếm ra một thương đâm thủng ở ngực, tình cảnh như vậy thật sự là làm cho người ta khó có thể nhận được. Đường Vũ Lân ngồi dậy, liếc mắt ra, ta không cần phải người an ủi. Sao? Tào Giả lúc này sững sờ một chút, theo bản năng lưng tay sờ sờ trán của hắn. Lão đại, ngươi không phải là thất tâm phòng chủ? Đường Vũ Lân lúc này tức giận, ngươi phản ta điểm hảo được không? Ta làm sao lại thất tâm phòng? Tạ Sải mở to hai mắt nhìn nói, Cổ Nguyệt đối với người như vậy, người thế như chứ không có chút nào khổ sở sao? Chẳng lẽ nói người si tình biệt luyến sao? Đối Vân Nhi như vậy vẫn là cái khác đi. Đường Phu Lân lại nói ít thôi, đem sức tưởng tượng của người dùng vào tu luyện đi. Ta không sao, mọi người đâu, đều đang làm gì? Tạ Sải theo bản năng nói, chúng ta còn tại Minh Đô. Long Não nói chờ người tỉnh táo trở lại, chúng ta lại giờ đi. Lão đại, người thật sự không có việc gì chứ? Đường Phu Lân lắc đầu rồi nói, ta không sao, ngươi đem mặc sau xảy ra chuyện gì đó nói cho ta một chút đi. Tạ Giải một bên nghi hoặc nhìn hắn, một bên đem mặt sau phát sinh hết thảy rất đơn giản nói ra một lần. Ngươi không biết, lúc ấy ta đều nhiệt huyết sôi trào, đây là chúng ta xử lệ khắc, cái kia chính là thiên cổ điện đình, sắc mặt không biết có bao nhiêu khó coi, còn có thiên cổ đồng phong, ha ha.